bạn nhìn thấy không, cái siêu nó đóng rất là mỏng manh, nó mỏng manh như chính tâm hồn của đi á mọi người à. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử gỡ cái này ra nha. Đi xem. Xin chào tất cả mọi người, lại là Dear đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Dear Tarot Tâm Sự cùng người lạ Tara. Chắc là cái tuần này mọi người đang rất là thót tim và đang trông chờ đi, bởi vì từ đầu tuần tới giờ rồi đã lâu lắm rồi mà đi chưa ra một cái clip nào hết, đúng không? Thì trời ơi, thật ra là những ngày này á, đi đang suy nghĩ một cái content mới làm sao để gọi là nó có thể truyền đạt cho các bạn về những cái thứ nó nhân văn, nó xã hội hơn. Và bởi vì là đi không có muốn rằng là tarot ở trên cái kênh của đi nó chỉ lặp đi lặp lại những cái nội dung về trải bài, nên đi có sáng tạo ra thêm một số các cái nội dung khác như linh tinh, chuyện tâm linh nè, rồi bạn đến chơi nhà nè, và vân vân và vân, sau này sẽ còn nhiều những cái nội dung khác hơn nữa. Nhưng quan trọng là ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của cái phần review bài tarot. Không phải là cứ hỏi bộ bài nào đi cũng sẽ đem lên review, sẽ có những cái bộ bài hết sức là đặc biệt và vì một cái lý do gì đó đi sẽ đem lên review cho mọi người. Ví dụ như là cái bộ bài trước đó, cái tập 1 á, đi sẽ đính kèm ngay chỗ này nếu mà các bạn muốn xem là tập 1, là cái bộ bài nói về cái nữ thần đó, cái nữ thần. Và đi được hay là khi mà đi mua cái bộ đó là cái bộ bài đầu tiên được nhập về ở shop luôn, cho nên là đi mua. Còn ngày hôm nay các bạn có nhìn thấy ở đây là bộ bài gì không ạ? À? Bộ bài nó tên là Bright Tarot. Nếu mà các bạn nào đang thuộc trong cộng đồng LGBT á, thì các bạn sẽ rất là quen thuộc với cái cụm từ Pride này, có nghĩa là sự tự hào á. Pride thực ra nó là một cái ngày lễ, nó cũng coi như là một cái từ để thể hiện trong một cái ngày lễ hội. Cái ngày lễ hội này trong cái ngày lễ hội này á, người ta sẽ ăn mừng vì cái sự giống như là dạo gần đây cả thế giới bắt đầu có cái nhìn tốt hơn và cái nhìn cởi mở hơn về cộng đồng LGBTQ cộng. Tại sao đi lại đọc là LGBTQ cộng? Thường thì mọi người chỉ biết đến LGBT thôi, còn Q cộng là cái gì thì thật ra cái bản dạng giới và những cái giới tính trên toàn thế giới của mình á, ngoài cái giới tính sinh học là được thể hiện ở bên ngoài là nam hoặc nữ, là dựa qua cái bộ phận sinh dục hoặc là một cái giới tính sinh học của bạn nhìn có thể thấy được, thì bên trong các bạn người ta còn gọi là xu hướng tính dục, thì người ta có một cái bản dạng giới khác nhau. Thì từ các bản dạng giới đó các bạn có thể hình dung được là nó có rất là nhiều các giới tính khác nhau và người ta kêu cầu cho cái việc tôn trọng về sự đa dạng giới tính đó. Thì ngày hôm nay cái bộ bài mà đi muốn review á, nó cũng là cái bộ bài khá là thú vị. Đây là một cái bộ bài tên là Bright Tarot. Lý do tại sao đi lại muốn review nó, một á là sắp tới là cái tháng 6 được thế giới công nhận, đó là một cái tháng đại diện cho cái việc là chúc mừng, có nghĩa là ăn mừng cái ngày tự hào về giới tính LGBT. Bởi vì là LGBT là một cái giới tính thực ra là họ đã tồn tại rất là lâu rồi, nhưng mà họ luôn luôn bị sống với cái sự hà khắc của xã hội và sự dè biểu của cộng đồng. Cho nên là trong một vài cái năm gần đây bắt đầu có những cái con người tiêu biểu đứng lên để giành lại cái quyền tự chủ của những người LGBT. Ok. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến cái bộ bài Bright Tarot, một cái bộ bài nói hẳn về LGBT luôn. Thì đi sẽ đọc sơ qua một chút xíu về cái thông tin của cái bộ bài này. Cái bộ bài này á, thì như đi biết á, là nó bao gồm 78 lá bài như những cái bộ bài tarot bình thường thôi, nhưng nó có tổng cộng là 45 tác giả vẽ. 78 lá bài nhưng mà có 45 họa sĩ vẽ lên trên cái bộ bài này. Và đây á, là một cái dự án. Đây là một cái dự án được hình thành cũng đã rất là lâu rồi. Cái dự án này á, nhằm gây một cái quỹ ủng hộ cho phong trào LGBTQ cộng của US Game. Đây á, nên bộ bài này nó cũng có cái logo của US Game đây. Đây, cái logo hình The Fool năm đây. Cái bộ bài này được là một cái bộ bài được giống như là gây ra như một cái quỹ ủng hộ cái phong trào LGBTQ. Và nó được thực hiện bởi họa sĩ đến từ hơn 16 quốc gia trên toàn thế giới. Cho nên là các bạn sẽ thấy được rằng là cái bộ bài này rất là đáng để sở hữu, bởi vì nó có một ý nghĩa nhân văn. Bên cạnh đó, đi muốn cho các bạn nhìn thấy một cái mặt khác hơn của tâm linh á. Đó là tâm linh thì không nhất thiết là phải cái gì đó quyền thuật quá, mà tâm linh nó cũng có thể là những thứ rất là gần gũi với các bạn trong đời sống thường ngày thôi. Đó chính là những cái văn hóa, là những trong đời sống thường ngày thôi. Nên ngày hôm nay chúng ta sẽ mở cái clip này. Cái clip này là clip Unbox, đọc hộp và review cái bộ bài Bright Tarot Collaborative Deck. Và một cái nhỏ nữa là
khi mà cái xưởng in mà US Game, đây cái xưởng in US Game là nó có cái logo này nè các bạn, đó, in ra cái bộ bài này thì người ta sẽ trích một cái quỹ để ủng hộ cho những cái cộng đồng LGBTQ. Cho nên là những cái bạn reader nào đang muốn có một cái bộ bài này thì các bạn nhớ là khi bạn mua cái bộ bài này đó cũng là một cái hành động mà gián tiếp giúp cho cái US Game này người ta ủng, người ta thêm một cái phần quỹ vào trong cái quỹ ủng hộ phong trào LGBTQ cộng. À, và một cái điều rất là đặc biệt mà Đi cũng có biết được là cái phong chữ của cái bộ bài này là một cái phong chữ được sáng tác mới hoàn toàn. Phong chữ sáng tác mới này được sáng tác để cảm ơn một cái người tên là Gilbert Baker. Gilbert Baker là một cái nhà họa sĩ. À, một cái nhà họa sĩ đã vẽ ra, đã sáng tạo ra cái lá cờ đại diện cho cộng đồng LGBTQ cộng, đó là lá cờ lục sắc đây. Như các bạn có thể thấy ở đây cái hình ảnh lá cờ lục sắc đây. Đó, được mô tả nằm đây. Lá cờ lục sắc ha. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu vào trong cái chuyện review thôi. Ok, nếu mà nhìn kỹ lại thì cái bộ bài này á, nó như thế nào? Cầm bên ngoài thì Đi cảm thấy là cái vỏ hộp cũng như cái việc mà đóng siêu nó rất là tệ. Thật sự mọi người à, nó rất là tệ đây mọi người thấy không? Cái siêu nó bị dư lên một khúc luôn. Và cái vỏ hộp thì nó rất là vô cùng ọp ẹp. Những cái góc này nó được bế góc không có được chuẩn cho lắm. Đó, người ta bế góc chưa được chuẩn cho lắm. Nhưng mà thôi, cũng chịu thôi chứ biết sao giờ. Nè, các bạn nhìn thấy không? Cái siêu nó đóng rất là mỏng manh. Nó mỏng manh như chính tâm hồn của Đi á mọi người à. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử gỡ cái này ra nha. Đi sẽ tàn phá cái vỏ hộp luôn. Ây da. Đó, mình để cái này qua đây một chút nè. Cái vỏ hộp nó không có được cứng cáp mọi người. Và cái đại trời đất mẹ ơi. Mọi người thấy không, một cái vết gãy đây, một cái vết gãy ở trên vỏ hộp. Đi cực kỳ luôn á. Bởi vì Đi thường đi mua những cái hộp bài á, Đi sẽ không có vứt mà Đi sẽ để sưu tập. Đó. Rồi, cầm trên tay thì Đi cảm thấy là chắc là các lá bài trong này khá là dày. Nhưng mà đọc ở trong cái phần mô tả thì nó sẽ gồm 78 lá bài và gồm một cái cuốn sách hướng dẫn nhỏ nhỏ gồm 192 trang nữa. Đó, thì bây giờ Đi cũng gỡ nó ra luôn để coi cái màu. À, đây. Ok. Nhìn vào bên trong thì nó như thế này, nhìn vào bên trong nó như thế này, cuốn sách. Ok. Lạy Chúa tôi. Cái cuốn sách in còn đẹp hơn cái hộp nữa mọi người, cái hộp nó cứ mỏng manh cái kiểu cái gì á mọi người. Cái hộp nó rất là mỏng manh yếu đuối nha. Đây. Những cái quyển sách này nè, hướng dẫn từng lá một luôn. Ở đây có cái chữ ký của những cái tác giả của cái quyển sách này luôn. Đó. À, mà như hồi nãy Đi có nói là đó đến từ 45 tác giả khác nhau và rất là đặc biệt, đó chính là 16 quốc gia. Và cái bộ bài này á, thường ở US Game người ta sẽ in ở Trung Quốc. À, thường US Game sẽ in ở Trung Quốc. Nhưng cái bộ bài này lại được in ở đâu các bạn biết không? Cái bộ bài này lại được in ở Ý thay vì Trung Quốc. Bởi vì Trung Quốc là một trong những cái nước còn có cái nhìn rất là khắt khe và hà khắc. Bởi đơn giản là những cái nước mà giống như Việt Nam hoặc là người ta vẫn chưa có thật sự cái nhìn cởi mở về LGBT á. Đó. Nên kiểu như là nói chung là cái bộ bài này thì nó luôn luôn hướng đến cái việc là cởi mở, giúp người ta có thể hiểu rõ hơn về cộng đồng LGBT. Cả cái siêu đóng này Đi cũng cảm thấy nó ọp ẹp lắm á mọi người. Đây nè, nó cứ sụp xà, sụp xịt như thế nào á. Nhưng mà Đi hy vọng là cái chất liệu bài, cái chất liệu giấy bên trong nó sẽ không khiến chúng ta đau lòng đâu. Và cái ván bài, cái bộ bài ngày hôm nay thì Đi cũng mua, trời ơi. Đây, Đi cũng mua ở một cái nơi rất là thân quen mà Đi đã từng mua trước đó rất là nhiều bộ bài, đó là Mystic House. Thì để cho các bạn nào có cái nhu cầu mua bài á, thì Đi cũng sẽ để cái link bài của bộ bài này. Và cái link đó sẽ dẫn đến của cái link của Mystic House luôn. Rồi, cầm trên tay là Đi cảm thấy một cái niềm tự hào đó, biết sao không? Cái chất bài rất là trơn, cho thấy là rất là dễ trải bài nha các bạn. Đó, nó cực kỳ dễ trải bài luôn. Do Đi đang quay á, nó có cái cây ở đây nè. Đó, cái cây nó đang nằm ở đây nè. Đó, cho nên là rất là khó để mà Đi trải vòng tròn, trải bán cung cho mọi người. Bán nguyệt, bán cung, hình cung. Ừ, nói chung là trải hình cung cho mọi người. Đó, đây. Nhìn chung thì cái lá bài này nó rất là chắc chắn. Khác xa so với cái chất liệu hộp bên ngoài thì lá bài bên trong cực kỳ ổn nha mọi người. Cực kỳ ổn. Nó có cái độ mỏng nhưng mà không mỏng lắm. Nói chung là nó cầm rất đã tay, vừa tay. Và cái chất giấy nó bóng nhưng mà nó cũng có cái gì đó. Đây nè, nó bóng nhưng không phải là cái độ mà cán bóng, mà đây là cán mờ một chút xíu. Và cái chữ đằng sau đây cũng rất là đẹp. Các bạn nhìn thấy nè, rất là đẹp. Phù hợp cho cái việc trải bài hai chiều luôn. Đó, rất là đẹp nha mọi người nha. Đó, bài màu lục sắc nó đại diện cho lá cờ nè. Ở đây nó để là chữ love, tình yêu. Ok, tình yêu. Tình yêu, em sợ tình yêu. Ok, chúng ta tiếp tục. Ở đây cái lá tiếp theo chúng ta có cái ý nghĩa của cái lá cờ. Life, healing, sunlight, nature,
Sanity và Spirit, đúng không? Cái này có phải là ý nghĩa của cái lá cờ không ta? Nói chung là đi cũng không có nghiên cứu sâu nữa nè. À, rất là đẹp. Thì đi nghĩ đây một cái lá bonus thôi. Đúng như ý nghĩa đi nghĩ rồi thì đây. Đầu tiên, lá The Fool. Nếu mà các bạn chú ý thì những cái màu sắc được tác giả sử dụng á, nó là những cái màu rất là đại diện cho LGBT luôn á. Đây, ta đi qua thăm khám từ từ nha. Nó rất là đẹp. Nói chung là cái bộ bài này nó không khiến cho đi thất vọng tí nào về cái chất liệu giấy cả. The Fool nè, Magician, oh my god, lạ quá. Wow, nếu mà ai đã từng sở hữu cái bộ gì ta, Spirit Song thì phải, thì các bạn sẽ thấy là cái nét vẽ này cực kỳ quen thuộc nha các bạn. Rồi, cái nét vẽ này cũng rất là quen thuộc luôn. Còn các bạn rất là dễ nhìn thấy những cái nét vẽ quen thuộc. Wow, cái bức này nó đẹp quá mọi người. The Lover, cái bức này nó đẹp quá đẹp rồi mọi người ơi. Đẹp lắm. Các bạn rất là dễ nhìn thấy những cái nét vẽ quen thuộc của một số cái tác giả trước đó mà nếu mà các bạn đã là reader, các bạn có nghiên cứu hoặc là đã từng sở hữu, các bạn nhìn thấy được rất là quen thuộc một số cái nét vẽ. Wow, Logistic quá đẹp. Cung của tôi nè, Thiên Bình. Hanged Man cũng không có dễ phải dạng vừa đâu nha các bạn ơi. Lá Death, my god, nè lá cờ lục sắc nè mọi người. Temperance, The Devil, The Tower. Và thực chất là cái, thật sự là tôi phải ca ngợi cho cái chất giấy. Và ước gì á, cái vỏ bài á nó được chỉnh chu hơn một tẹo nữa thì hay biết mấy. Lá The Star quá đẹp luôn. Mermel. Lá The Moon, my goodness, đẹp quá đi. Lá The Sun, wow. Vậy là cái lá bài ở ngoài vỏ hộp là lá The Sun đó mọi người. Đây là bài ở ngoài vỏ hộp nè. Lá The Sun, The Sun, Judgment, The Word. Nhìn rất là phi giới tính ha, nhìn rất là LGBT luôn, nhìn rất là bitches luôn. Nhưng mà cái gương mặt của người này nhìn cũng rất là khắc khoải. Oh my god. Ace of Swords. Oh my goodness, đây là lá Two of Swords được lấy ra từ bộ bài The Evenmoon, Ánh Trăng Thác Loạn, The Evenmoon. Đó, các bạn có thể nhìn thấy được rất là nhiều những cái lá bài quen thuộc ở đây nha. Three of Swords, Four of Swords, Five of Swords. Đó, đây là bộ Swords nè. Ôi, nó đẹp quá mọi người, thật sự là phải ca ngợi. Những cái lá bài này quá đẹp mọi người. Rất là đẹp. Và cái chất giấy, tôi xin thưa lại một lần nữa là cái chất giấy quá tuyệt vời các bạn ạ. À, bởi vì là chỉ có 45 tác giả nhưng mà đến tận 78 lá bài á, cho nên là các bạn sẽ nhìn thấy một số cái phong cách nó được lặp đi lặp lại. Ví dụ, phong cách của khai lá này nó đến từ một tác giả là Illustrated by Sabina Espinit, đúng không? Cái cô này tên là Sabina Espinit. À, cho nên là 78 lá bài nhưng mà bị được lặp đi lặp lại rất là nhiều. Ok, đi chưa có muốn làm xáo trộn nó lên, bởi vì là đi sẽ còn sử dụng bộ bài này trong một cái tập quay tiếp theo nữa, là tập quay linh tinh chuyện tâm linh, và đi sẽ hướng dẫn mọi người cách làm sao để khai nhãn một cái bộ bài tarot, cho nên là mọi người cũng nhớ đón xem cái tập đó nha. Ace of Wands quá đẹp mọi người, thật sự. Two of Wands, Three of Wands, Four of Wands, my god, so queer. Trời, rất là độc đáo. Cái bộ bài này nó rất là độc đáo nè mọi người. Đây là cái đám cưới của hai người đàn ông. So cute. Mọi người có chú ý dạo này á, trên mạng xã hội nó đang nổi tiếng một cái câu chuyện là người đàn ông mang thai đầu tiên ở Việt Nam á. Thì đây là một cái mối quan hệ rất là đặc biệt. Là theo đi có tìm hiểu là cái chị vợ á, là người chuyển giới nữ, tức là người chuyển giới từ nam sang nữ. Còn cái anh chồng á, là người chuyển giới nam, là chuyển giới từ nữ sang nam. Nhưng mà bởi vì hai người này đều vẫn là đang trong cái quá trình chuyển giới, và họ vẫn chưa có chuyển hết á, cho nên họ vẫn còn giữ lại một số cái bộ phận cần thiết. Và rồi thì họ muốn là họ có con. Thế rồi thì đi nghĩ là cái chuyện gì nó đến phải đến, đó là một cái kết quả của cái cuộc tình của họ thôi. Nên các bạn thấy không, thật ra là giới tính không có quan trọng. Quan trọng là gì, là bạn như thế nào, bạn sống có tốt hay không. Cho nên là đi cũng đã từng làm một số cái bài luận ở trong đại học á, trong cái môn mà pháp luật. Trong cái môn pháp luật thì đi có được thầy giao cho một cái luận rằng là làm một cái chiến dịch truyền thông, làm sao để thuyết phục mọi người ủng hộ cái vấn đề mà hợp pháp hóa hôn nhân cho người đồng tính, song tính và chuyển giới, là cộng đồng LGBTQ cộng á. Đó thì đi cũng đã từng tham gia vào trong cái bài luận đó, và đi cảm thấy rất là tâm đắc về cái bài luận đó luôn. Đây, Six of Wands.
rất là đẹp ha. Đây là những cái màu cờ nè. Mọi theo nếu mà mọi người có nghiên cứu kỹ là từng cái màu cờ này sẽ là từng cái đại diện cho từng cái gender, tức là từng cái giới tính khác nhau nha, chứ không phải là ấy đâu. Đó, Seven of Wands, Eight of Wands. Wow, lá Nine of Wands quá đẹp bạn ơi. Oops. Ten of Wands, Page, Knight, Queen, King. Đó, đúng luôn, đúng như những gì đi nói luôn. Sẽ nhìn thấy lặp đi lặp lại một số cái phong cách của một số cái tác giả. Bởi vì chỉ có 45 người tham gia thôi mà tới 78 lá bài nữa mà. Wow, Three of Cups nhìn thấy là tiệt tùng liền luôn á. Quẩy lên mấy chế đồ nè, trời ơi. Four of Cups, oh my god, so... Oh my god, đẹp quá mọi người ơi. Nói chung là cái bộ bài này làm cho đi cảm thấy là rất là đáng tìm để mua. Nhưng mà đi thực sự nói là cái giá nó rất là hợp lý và rẻ. So với mặt bằng chung của những cái bộ bài Tarot thì có những cái bộ bài nó còn đắt hơn nữa. Nhưng cái bộ bài này nó chỉ dao động do là đi có thể thành viên của Mystic á, cho nên được giảm giá. Nên á, các bạn nào mà mua bài ở Mystic thì các bạn đừng có lo, khi bạn mua bạn sẽ được tích điểm và được giảm giá nữa. Cái đãi ngộ rất là tốt, cho nên là đi luôn. Ai hỏi đi là mua bài đâu là tốt nhất thì thật sự là trên thế giới này chỗ nào mà cũng có rất là nhiều những cái chỗ bán bài. Nhưng mà đi nhìn thấy cái customer service, tức là cái dịch vụ chăm sóc khách hàng á, thì ở Mystic là tốt nhất. Bởi vì nó có những cái dịch vụ như sau, là một á là bạn có thể giảm giá. À, trong cái lúc mà đi vừa nói đi sẽ vừa cho các bạn xem ha. Một là nó sẽ cho bạn những cái giảm giá khi mà bạn mua những cái thẻ tích điểm nè. Và tiếp nữa là nó sẽ, bên đó họ sẽ bảo trì bài của bạn. Nếu mà bạn bị mất một cái lá bài nào đó, hoặc là bạn bị hư một cái lá bài nào đó, thì người ta hoàn toàn có thể gọi là cho bạn lại một cái lá. À, xin tác giả để cho bạn lại cái lá đó. Page of Cups, Knight of Cups, Queen of Cups. Quá đẹp mọi người ơi. Cho nên là đi cảm thấy là nếu mà mua bài ở Mystic á, mình được lợi nhiều. Mà đi nếu mà nhớ không lầm là khi mà bạn mua 10 bộ á, 10 bộ đầu tiên bạn sẽ được tặng một bộ miễn phí. Two of Pentacles nè, Three of Pentacles nè, Four of Pentacles nè. Sẽ có nhiều bạn á đặt ra cái câu hỏi là vậy thì cái bài bài chính hãng với bài hỏng chính hãng thì nó coi có được hay không. Thật ra là bài thì nó vẫn xem được thôi. Nó không có quan trọng là chính hãng hay là không chính hãng, nhưng mà quan trọng ở đây là mình tôn trọng cái giá trị lao động và cái giá trị sáng tạo của những cái người tác giả. Thực chất thì trước khi mà đi có cái đủ cái điều kiện để mà sử dụng những cái bộ bài chính hãng á, thì đi cũng đã từng gọi là những cái từng nằm trong cái giai đoạn của những con đổ nghèo khỉ á, thì đi cũng đã từng có những cái bộ bài một hai bộ, gọi là một hai bộ nó, bên mình phải nói là một hai bộ fake, chứ không phải handmade nữa, một hai bộ fake. Nhưng mà nó không đáng kể. Nhưng mà sau này thì đi khi mà có đủ cái điều kiện rồi thì đi cảm thấy là mình vẫn nên sử dụng những cái bộ bài, những bộ bài real như thế này hơn. Wow, God. Quá đẹp đúng không mọi người? Quá đẹp. Trời ơi, không còn gì để chê nữa mọi người à. Không còn gì để chê. Bây giờ tôi thử kéo một cái dòng ngắn. Đó, thấy không? Nó rất là mượt mà nha các bạn. Cực kỳ mượt. Cái bộ bài siêu siêu đáng yêu và siêu siêu đáng có luôn á mọi người à. Cho nên là đây, các bạn có thấy không? Trời ơi, mồ hôi nè. Biết sao không? Trời dạo này nó nóng khủng khiếp mọi người ơi. Mặc dù á là đi đang quay này là mới cách vài tiếng trước thì trời nó mới mưa, nhưng mà không khí nó kiểu như nó cứ bị bỉ bực, nó nóng mất cái kiểu gì á. Thì đây, chúng ta quay lại với cái vấn đề chính ngày hôm nay. Thì đây dường như là đi sẽ bầu chọn cho đây chính là bộ bài của tháng 6 luôn. Bởi vì cái bộ bài này nó quá ý nghĩa. Và như đi đã nói, trong cái tháng 6 này người ta còn gọi là cái tháng của tự hào của cộng đồng LGBT nữa. Cho nên là cái bộ bài của tháng 6 cũng nên được bầu chọn chính là cái bộ bài này. Thật ra là kế cạnh cái bộ bài Bright Tarot này thì có rất là nhiều bộ bài nói về cái chủ đề LGBT. Nhưng mà để có một cái bộ bài đặc biệt như thế này với 78 lá mà 45 nghệ sĩ vẽ, mà nó còn lại mang một cái triết lý, một ý nghĩa hết sức nhân văn, đó là nó tạo một cái gọi là cái gì ạ? Một cái quỹ ủng hộ phong trào LGBT quy cộng. Cho nên là đi cảm thấy nó rất là nhân văn, nó rất là thời sự, nó rất là hiện đại đó chứ mà. Cái bộ bài này nên mua. Đó, tôi chỉ nói ngắn gọn thôi. Nếu các bạn có 600 ngàn, 700 ngàn, bạn nên mua bộ bài này không? Nên. Ok ha. Nếu bạn đang muốn một bộ bài mà giá dao động từ 550 cho đến 700 ngàn, các bạn có nên mua hay không? Nên. Đây, nó đây. Thì đi sẽ để cái link của Mystic về cái bộ bài này ở phía dưới phần description và là phần mưu tả. Nên bạn nào mà có cái ý định muốn mua
thì cứ liên hệ qua đó nha. Và khi bạn mua bạn sẽ được cái gì trời, bạn thấy nó trơn không? Cái bộ bài rất là trơn. Thật ra những cái bộ bài mà trơn như thế này thì cực kỳ dễ trải bài luôn. Thì khi mà bạn mua các bạn sẽ được tặng một cái túi bài, cái đó là cái đương nhiên rồi, ở đâu cũng có. Và đặc biệt nữa, bạn mua bạn sẽ được tặng đá nữa, bạn sẽ được tặng hai viên đá bất kỳ. Nhưng mà đi thì đi không lấy đá, do là đá ở nhà đi rất là nhiều rồi, mà bây giờ đi lấy về thì đi không có chỗ để chứa nữa. Trời, tôi nghe tôi nói tôi khỉnh quá trời luôn, nghe nó sang ha, sang cái miệng ha. Nói chung là ở đây nếu mà các bạn muốn mua bài thì đi luôn luôn review cho các bạn là Mystic House là lựa chọn đầu tiên. Còn về đối với đi á, cái lựa chọn thứ hai của đi, nếu mà Mystic không có bộ đó thì các bạn nên lựa chọn này, đó chính là LT Tarot. Thì đi cũng sẽ để luôn cái link ở trong description box, là phần miêu tả. Thật ra ngày hôm nay thì không có ai đưa cho đi gọi là miếng quảng cáo nào cho hai cái chỗ bán bài đó đâu nha. Đó chỉ là tự nguyện của đi hết, và đi cảm thấy là đi chỉ nói theo cái cảm nhận của mình thôi. Cho nên rằng là các bạn, nếu mà các bạn có muốn mua bài hay gì đó thì các bạn cũng nên tham khảo thêm một vài chỗ nữa nếu như các bạn thích. Còn đối với đi thì đi cảm thấy là một trong những sự lựa chọn tốt nhất là nằm ở cái chỗ đó đó. Ok, còn bây giờ thì có lẽ là đi phải khép lại cái video này thôi. Và nhớ như thế nào, nhớ đón chờ cái tập tiếp theo của đi, đó là vào ngày mai. Tập Linh Tinh Chuyện Tâm Linh, đi sẽ hướng dẫn mọi người cách khai nhãn một bộ bài tarot, và đi sẽ hướng dẫn bằng chính bộ bài này luôn. Ok, còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong Đia Tarot Tâm Sự Cùng Người Lạ tập tiếp theo. Bye bye.